Và một tiếng ba lùi của chị gái lấn làng cản đầu xe ô tô và cái kết mọi chân. Hôm nay ngày 18 tháng 10, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip một tình huống dở khóc dở cười liên quan ý thức tham gia giao thông, khiến ai nấy đều phẫn nộ trước hành vi của bà chị lấn làng ngược chiều, muốn vượt luồn cả xe ô tô. Cụ thể, theo đoạn clip, một người phụ nữ điều khiển xe máy trong khi dòng phương tiện phía sau là rất đông nhưng vẫn chấp hành đi đúng làn đường của mình, chỉ một mình chị một đường, đi ngược chiều đấu đầu với ô tô. Rất tiếc, lần này chị đã gặp phải một tài xế khá cứng, nhất quyết không nhường đường và chị gái buộc phải lùi xe lại với thái độ khá dùng dằng dễ nảy. Nếu ai cũng đi như chị thì có lẽ sẽ không cần phân làn phân luồng chi cho mất công, trong khi ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. Có lẽ người điều khiển xe máy trong trường hợp này nghĩ mình là phái yếu nên các tài xế sẽ vui vẻ mà nhường đường cho mình. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng có suy nghĩ đó, nhất là khi ý thức tham gia giao thông của mọi người ngày càng được nâng cao hơn. Nếu đi không sai, đi đúng luật thì chuyện nhường nhịn cho người đi sai đang ngày càng trở nên ít hơn. Điều đó tự làm cho mọi người phải nâng cao ý thức của mình khi tham gia giao thông. Lại quay lại nói về chị gái này, chỉ tiến một bước thì phải lùi xe ba bước vì gặp ngay tài xế cứng tay. Cứ thế chị cứ lùi, lùi nữa, lùi mãi, cho đến khi mỏi cặp giò và hết đoạn phân làn, để trả chị về lại làn đường đúng chiều, cùng mọi người xếp hàng chờ đợi. Còn bạn, bạn thấy sao về pha lấn làn ngược chiều còn dễ nảy với tài xế ô tô của bà chị cố chấp này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.